Một cuộc khảo sát mới nhất của Crypto Ventures đã phát hiện ra rằng các nhà đầu tư tiền điện tử được coi là hấp dẫn hơn, thông minh hơn và giàu có hơn những người không phải là nhà đầu tư. Theo kết quả khảo sát với 1.002 người Mỹ được phỏng vấn, 50% phụ nữ được hỏi cho rằng liệu các nhà đầu tư tiền điện tử hấp dẫn hơn những người không phải là nhà đầu tư. Khoảng 46% số người được hỏi cho rằng các nhà đầu tư tiền điện tử có sự quyến rũ hơn, trong khi 42% cho rằng các nhà đầu tư thông minh hơn. Khoảng 34% cho rằng các nhà đầu tư tiền điện tử giàu có hơn những người không phải là nhà đầu tư. Trong khi đó, 40% nam giới được hỏi cho rằng các nhà đầu tư tiền điện tử thông minh hơn những người không phải là nhà đầu tư. Nghiên cứu cho thấy hơn 3/4 số người được hỏi sẽ đồng ý yêu đương với nhà đầu tư tiền điện tử trong các ứng dụng hẹn hò, và 55% cho biết họ có nhiều khả năng đi hẹn hò hoặc gặp gỡ những người đầu tư vào tiền điện tử. Khi được hỏi liệu tiền điện tử có được sử dụng để thanh toán khi đang hẹn hò hay không, 37% số người được hỏi cho biết họ đã thanh toán bằng tiền điện tử. Khoảng 31% người được hỏi cho biết đối tác hẹn hò của họ đã thanh toán bằng tiền điện tử, trong khi 13% cho biết cả hai đều thanh toán bằng tiền điện tử.